chưa? Đây rồi. Ok rồi. Đây là ok rồi. Tuyệt vời. Hello anh em nhá. Hello anh em. Ôi anh em mình bắt ốc xong rồi đấy anh em ạ. Bây giờ là bọn mình ngồi bắt đầu cuộc chiến. Đây, khoan khoe anh em đã, khoe anh em đã. Cho anh em nhìn này. Đâu, xin cái đây nào. Đây, này. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ấy, con đá. Cá này. Đấy. Anh em ơi, nhìn này. Con rô ta đấy, rô đồng đấy. Đồng xịn đấy, anh em nhìn này. Mà được một đĩa nhá thì thôi tuyệt vời. Tối nay lại có một đĩa to. Đây nào, đây này. Nhìn này. Ui trời ơi. Tha hồ nhé anh em nhé. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem ốc om xôi đậu như thế nào. Tại vì là có rất nhiều loại, có rất nhiều loại chế biến đấy. Là xào, luộc, hấp các kiểu, nhưng mà mình thích nhất là om. Om phải đúc được cả nước các bạn. Đây anh em nhìn này. À đây. Niềm vui nhá, đây là niềm vui. Các bạn thấy không? Giữa cánh đồng lúa này. Trời ơi, gió đang thổi, các bạn nghe cả tiếng gió thổi đúng không? Em đi review xa đi. Review xa đi. Các bạn nghe cả tiếng gió thổi đúng không? Đây này, mặt trời đang xuống này. Đây gọi là hoàng hôn. Trời ơi, một cảnh đẹp tuyệt vời luôn này. Các bạn thấy không? Cảnh hoàng hôn đẹp chưa? Tôi không lừa các bạn nhá. Anh còn đẹp hơn này, em chẳng quay anh gì cả. Tôi phải đứng đây tôi gọi là selfie một phát hoàng hôn. Đấy. Ủa ôi, mặt trời đẹp chưa này các ông ơi. Anh em ơi, ai mà không được thấy cảnh mặt trời này đúng là tiếc nhá, cực kỳ tiếc cho cái cảnh hoàng hôn này luôn đấy anh em ạ. Tôi phải đặt vị trí đẹp quá anh em ơi. Hoàng hôn buông xuống trên mái đầu còn xanh. Rồi đẹp rồi, đây tôi phải ra tôi đứng thôi. Ôi trời ơi, mát quá. Tuyệt vời. Đây. Quên mất chuyên mục chính. Mua đồ về cho ông anh. Này, trở lại này. Đấy, em mua rồi. Có thế đâu. Em ơi, này, anh em nhìn này. Mặn này. Hôm nay nó mua này, nó ngụp lặn ấy bao giờ thì xong. Bây giờ nó hết. Thử mang ra cho anh em gì đây. Mận này gọi là mận gì anh nhỉ? Đây. Đây. Đổ vào đấy. Đừng có đổ vào đấy cho thua nhá. Ngon lắm. Này, ăn không? Ngồi đây. Mận được mận. Mận được mận ăn gì? Ăn quả chín đây này. Mà cháu ăn quả chín đó. Ngon lắm. Thấy lắm. Cháu mất tiền. Thôi. Chua. Chát. Bây giờ ấy cái tân của con trai nó đã bị trà đạp nhỏ rồi không ạ? Có thấy không? Cả ai đi nhìn đứa con đứa gọi là một bé gái. Bé gái nó chỉ bị má nó này, thơm này các kiểu thôi, nhưng mà bé trai nghe các bạn biết làm gì không? Hành động đầu tiên là thò. Đúng không? Anh thấy công nhận không? Hành động đầu tiên là thò xem giống đã. Nên chúng nó ôi trời, đời con trai khổ lắm không? Thấy không? Tôi bây giờ tôi lại phỏng cái chân lý cho anh em. Cảnh đồng quê mình như nào? Có đẹp không? Cay quá anh em ạ. Đây là thật tha mà sặc đấy anh em. Em hiểu không? Người ta ăn uống là phải nhẹ nhàng, sơ
sặc ớt ho tôi đấy. Lúc này còn nấc cụt cơ, mình chưa hỏi cái vụ nấc cụt là làm sao đâu. Nấc cụt ông bà ta bảo rồi, triết lý dạy rồi, nấc cụt là chỉ có những thằng ăn vụng thôi. Tất mới nấc cụt thôi. Đồng như thế này thì kiếm đâu ra cái gì mà ăn mà các bạn bảo mình nhìn nó cụt đúng không? Biết đâu đây trong túi quần có cái gì. Tham nó thấy đấy anh em ạ. Đấy. Tôi chưa dừng được là biến tao tham. Video của anh em mình tới đây là hết. Chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì hãy like, chia sẻ video cho tất cả mọi người nhé. Còn bây giờ anh em mình đi về nhà làm món ốc đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt anh em nhá.